Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ cả nhà một món chay cũng rất là ngon nữa, từ đậu hũ và nấm. Thì món này ăn kèm với cơm trắng rất là hợp, rất là ngon luôn cả nhà. Vị mặn mặn ngọt ngọt nè. Nấm thì dai sần sật, đậu hũ thì bên ngoài giòn, bên trong thì mềm và béo. Đặc biệt là rất là thơm rong biển. Cách làm thì rất là dễ và cũng nhanh lắm cả nhà. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Ở đây em sử dụng là 100g nấm rơm, 3 quả ớt sừng không cay và 3 cọng hành lá. Cả nhà kiêng ngũ vị tân thì mình bỏ hành lá ra nha. Nấm rơm thì em sẽ mang đi cắt lát như thế này nè. Và để cho cái món này được ngon thì cả nhà lựa cái nấm rơm mà nó búp như thế này nè cả nhà, và nó có độ giòn nhiều á. Hoặc là cả nhà có thể thay thế bằng nấm mỡ hoặc là nấm đông cô tươi đều được nha. Rồi tiếp theo cái phần hành lá thì em sẽ sử dụng cái phần lá thôi, bỏ cái phần cọng lại. Phần lá này thì em sẽ mang đi cắt nhỏ nó ra. Phần ớt này thì em sẽ mang bỏ đi cái phần ruột, sau đó em cũng sẽ cắt nhỏ luôn. Cả nhà mà thích ăn cay á thì cả nhà cũng có thể kết hợp thêm cái ớt cay vào đây ha. Và để tăng thêm dinh dưỡng cho cái món ăn này thì em kết hợp thêm là rong biển ăn liền. Cả nhà cũng có thể dùng rong biển cháy tỏi hoặc rong biển rắc cơm đều được nha. Và cái nguyên liệu chính của chúng ta đó là đậu hũ. Ở đây em sử dụng 2 miếng đậu hũ là 200g nè. Đậu hũ mình mua về mình rửa sạch, sau đó mình dùng giấy mình thấm cho nó khô ráo cái phần nước nha cả nhà. Rồi tiếp theo thì em sẽ mang nó đi, mình sẽ lăn qua bột bắp ha cả nhà. Cả nhà cũng có thể thay thế bằng bột chiên giòn cũng được nha. Mình sẽ phủ bột đều cả hai cái mặt của cái miếng đậu hũ nha cả nhà. Rồi bây giờ thì mình tới cái bước làm phần sốt nè. Em cho vào chén là một muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh đường. Tiếp theo thì em cho vào đây là nửa muỗng canh dầu hào chay. Rồi tiếp theo thì em sẽ cho tiếp vào đây là 2 muỗng canh nước nha cả nhà. Để cho phần sốt nó được thơm hơn thì em cho vào đây một ít tiêu xay. Và bây giờ thì mình sẽ quậy đều cái phần sốt này lên. Mình sẽ bỏ nó sang một bên ha, và mình sẽ đi chiên đậu hũ nha cả nhà. Đậu hũ thì mình sẽ chiên cho nó vàng đều hết hai mặt nha. Đậu hũ bây giờ thì nó đã được rồi, em sẽ lấy ra và em sẽ khứa trên cái mặt miếng đậu hũ của mình như thế này nè. Chỉ khứa một mặt thôi nha cả nhà. Thì cái bước này sẽ giúp cho cái phần sốt nó sẽ ngấm đều vào cái miếng đậu hũ của mình á, thì nó sẽ ngon hơn là mình không có khứa ha.
Rồi em sử dụng cái chảo chiên lúc ban đầu này, em đổ dầu ra hết. Rồi sau đó thì mình cho hết cái phần sốt vào nha cả nhà. Tiếp theo thì em sẽ cho ớt nè, hành lá nè, với lại nấm vào đây luôn. Đó rồi, mình sẽ đảo sơ cái phần nấm lên. Và để cho cái món này nó được thơm hơn nữa thì em sẽ cho vào đây là một muỗng canh dầu mè nha cả nhà. Đó, còn cả nhà không có dầu mè thì không cho vào cũng được, nhưng mà có dầu mè vào sẽ giúp cho cái món ăn của mình nó sẽ ngon hơn. Rồi, cho dầu mè xong thì mình sẽ nấu cái phần nấm này trong vòng 2 phút. Sau đó em sẽ tắt bếp và mình sẽ vớt cái phần nấm ra. Để cái phần nấm nó chín quá thì nó sẽ bị gục, nó sẽ không ngon, cả nhà, nó không còn cái đầu giòn nữa ha. Đó, em sẽ vớt hết cái phần nấm ra. Sau đó thì em sẽ cho đậu hũ vào cái nước sốt còn lại nè. Đó, rồi mình sẽ mở lửa trung bình nha cả nhà. Đó, mình sẽ lấy cái muỗng đó, mình múc cái nước sốt, mình chan lên cái miếng đậu hũ của mình như thế này để cho nó thấm đều quá cả nhà ha. Nè, đó. Đó, đến khi nào mà cả nhà thấy cái phần sốt nó rút hết vào đậu hũ thì mình sẽ tắt bếp và mình sẽ đem nó ra, mình trình bày ra dĩa ha. Đây, như vậy là được rồi nè cả nhà. Rồi bây giờ thì em sẽ lấy nó ra dĩa thôi. Đó, cho nó ra dĩa xong rồi mình sẽ cho cái phần nấm lên xung quanh. Đây là như thế này nè. Đó. Rồi cái phần rong biển lúc ban đầu đó cả nhà. Đây, em sẽ bóp nó ra nhỏ nhỏ như thế này rồi em sẽ rắc lên luôn. Món này kết hợp thêm rong biển nữa thì món ăn sẽ rất là thơm và ngon cả nhà. Và đặc biệt là tăng thêm dinh dưỡng cho những người ăn chay như chúng ta ha. Rắc thêm một xíu hành lá nữa đi cho có màu xanh đẹp nè. Như vậy là xong rồi. Món này thì mình kết hợp ăn với cơm trắng rất là ngon luôn cả nhà ơi. Đậu hũ ở bên ngoài thì nó dai dai nè, giòn giòn. Bên trong thì mềm béo kết hợp với nấm giòn giòn dai dai, thơm rong biển. Vị thì mặn mặn ngọt ngọt rất là vừa ăn luôn. Đó, hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món chay này. Và nếu mà cả nhà mình thấy yêu thích kênh thì hãy bấm like, chia sẻ kênh và cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ em nha. Và nhớ bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới ha. Bây giờ thì em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau. Bye bye.